Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Nhà đất và Đầu tư của Đài Hà Nội. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Tài chính, số thu về thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giai đoạn 2017-2022 đều tăng so với số thu của năm trước liền kề. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023 đến nay lại giảm mạnh. Cụ thể, năm 2021 là 21.142 tỷ đồng, năm 2022 34.746 tỷ đồng, năm 2023 số thu chỉ còn 18.618 tỷ đồng. Có thể thấy năm 2022, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng cao nhất với tỷ lệ tăng 64,34% so với năm 2021. Từ cuối năm 2023 đến nay, số thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm do thị trường khó khăn, sức mua và thanh khoản giảm mạnh, thiếu dòng tiền. Đồng thời, giá nhà tăng liên tục vượt quá khả năng tài chính của đa số người dân nên lượng giao dịch trên thị trường sụt giảm. Điều này dẫn tới số thu về thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm gần 50%. Theo khảo sát, mức lãi suất cho vay mua bất động sản tại các ngân hàng chỉ 5-6% một năm trong thời gian ưu đãi, tức nhỉnh hơn khoảng 1% so với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 12-24 tháng. Thậm chí một số ngân hàng ngoại còn tung ra gói cho vay mua bất động sản với lãi suất dưới 6% cố định trong vòng từ 2-3 năm. Hết ưu đãi, các ngân hàng áp dụng cơ chế chung là lãi suất thả nổi. Hiện mức tăng trưởng tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản cao hơn nhiều mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn nền kinh tế. Việc các ngân hàng thương mại đang đua nhau tung các gói lãi suất ưu đãi với bất động sản cho cả chủ đầu tư lẫn người mua là tín hiệu kích dòng vốn chảy vào thị trường này. Giá bất động sản các phân khúc đều ghi nhận mức tăng nhanh đến phi lý, bao gồm cả đất nền. Tuy nhiên, tại huyện Thanh Trì, một số xã vẫn ghi nhận mức giá đất nền chỉ từ 20 triệu đồng một mét vuông. Theo khảo sát, giá đất nền các xã như Đại Áng, Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi, Liên Ninh chỉ từ 30-40 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, vài lô diện tích nhỏ ngay chợ Đám, xã Đại Áng, Thanh Trì chỉ cách trục chính đường Đại Áng 100 mét, vẫn có mức giá chỉ từ 25 triệu đồng một mét vuông. Đặc biệt, một số xã lân cận như Duyên Hà có những lô đất nền chào bán chỉ từ 20 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này so với quý 1 năm 2022 đã giảm từ 17,2-20%. Việc giá đất ở đây rẻ hơn nhiều các huyện ven đô khác, một phần do thị trường đang trầm lắng, giao dịch mua bán nhà đất chững lại, nhiều nhà đầu tư hay người mua đang có tâm lý chờ đợi giá giảm. Năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.231,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước. Quý 1 năm 2024, tỷ lệ đắp đầy các trung tâm thương mại khởi sắc vượt mức trên 90% so với giá thuê, duy trì mức tăng trưởng tốt. Tại Hà Nội, giá thuê các trung tâm thương mại dao động từ 45-60 đô la Mỹ trên 1 mét vuông một tháng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực trung tâm vẫn duy trì giá thuê ở mức cao khoảng 140 đô la Mỹ trên 1 mét vuông một tháng. Giá thuê khu vực ngoại trung tâm tăng nhẹ đạt mức 40 đô la Mỹ trên 1 mét vuông một tháng. Mặc dù hiện thị trường bất động sản thương mại bán lẻ vẫn chưa đạt mức tăng trưởng hai chữ số như giai đoạn trước dịch COVID-19, tuy nhiên phân khúc này vẫn đang được đánh giá là có tốc độ phục hồi tích cực với nhiều dư địa, tiềm năng phát triển. Thưa quý vị, Transit Oriented Development, tên viết tắt là TOD, mô hình lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị, là tương lai phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng được xem là chìa khóa phát triển không gian đô thị, đồng thời hứa hẹn tạo cú hích bứt phá cho bất động sản xung quanh tuyến metro và đường vành đai. Ghi nhận của bản tin Nhà đất và Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện dọc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và đường vành đai 2, vành đai 3 thu hút nhiều dự án bất động sản quy mô lớn như đại đô thị Vinhome Grand Park, Masterway Thảo Điền, Gateway Thảo Điền. Theo dữ liệu từ một đơn vị tư vấn, trong 8 năm từ 2015-2023, giá bán trung bình của một số dự án quanh tuyến metro số 1 đã tăng 50-70%, cá biệt có dự án tăng 150%. Thông tin tuyến metro số 1 vận hành đã từng đẩy giá bán của các sản phẩm bất động sản khu vực này tăng ngay cả trong bối cảnh thị trường thiếu thanh khoản. Mô hình TOD đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị. Nghị quyết số 98 về TOD mở ra cơ hội tự chủ rất lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến khích doanh nghiệp TOD tập trung phát triển chuỗi dự án, chuỗi các khu đô thị carbon thấp theo mô hình Green TOD. Nếu vận dụng tốt nghị quyết số 98 thì có thể giúp chúng tôi triển khai nhanh hơn 50 dự án dọc 8 tuyến metro như kế hoạch đã đề xuất.
các dự án dọc theo các tuyến đường cao tốc hoặc là các hạ tầng ven đô thì hiện giờ đang được sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư cũng như là những người dân có nhu cầu thật để sống. Tại vì khi mua bất động sản này, khi mà việc kết nối, việc đấu nối tới thành phố Hồ Chí Minh được gần hơn, được nhanh hơn thì khách hàng có thể là có một căn nhà đẹp ở xa hơn nhưng mà vừa túi tiền của họ, hoặc là khi mà hạ tầng trở nên xong thì giá có thể là tăng cao và họ cũng có thể là bán là kiếm lời cũng được. Tỷ lệ nhập cư tại các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh tăng đều qua từng năm dẫn đến cơ sở hạ tầng bị quá tải. Theo các chuyên gia, mặc dù chưa chính thức đi vào hoạt động nhưng Metro Bến Thành Suối Tiên cũng đã tạo ra diện mạo mới cho thị trường bất động sản phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh. Thống kê từ năm 2016 đến nay đã có hơn 30 dự án nhà ở và các trung tâm thương mại sầm uất hiện diện suốt dọc tuyến Metro này. Giá mở bán giai đoạn 2012-2016 tăng mạnh khoảng 150-200% so với các khu vực khác. Đến nay, những dự án hiện hữu nằm dọc theo tuyến cũng tăng từ 15-50% so với giá bán ban đầu trong vòng 2 năm. Thử thách còn trước mắt cũng khá là nhiều. Bởi vì sau Nghị quyết 98 thì đầu tiên là những cái nền tảng pháp lý hiện nay rất cần có những cái điều chỉnh cần thiết để mà mình có thể dựa vào đó, các sở và ban ngành có thể nhanh chóng thực hiện những cái bước mà trước đây chúng ta chưa có tiền lệ. Ví dụ như là phát triển dự án thì không chỉ là làm hạ tầng giao thông mà còn tính đến cái chuyện quy hoạch đô thị ở khu vực hai bên và một cái vùng ảnh hưởng của cái khu vực mà xung quanh cái đường giao thông công cộng hay là đường metro. Nhưng mà nó sẽ liên quan đến những cái cơ chế là đền bù giải tỏa rồi đấu giá đất rồi này kia, và rất cần có những cái cơ chế nó thoáng hơn và nó gần với giá trị thật của thị trường hơn. Rất kỳ vọng là sắp tới chúng ta thực sự sẽ có những cái dự án mà TOD mà nó đúng nghĩa và nó đem lại lợi ích không chỉ cho nhà đầu tư gắn kết với TOD mà cho cả ngân sách thành phố và cho cả những cái người dân của một cái khu vực rộng lớn. Xu hướng đầu tư phát triển bất động sản theo hạ tầng không phải mới, nhưng sẽ là lực đẩy cho các doanh nghiệp bất động sản. Sự đột phá về hạ tầng chính là bệ phóng để tăng giá trị và tăng thanh khoản cho các dự án TOD. Nhờ mạng lưới hạ tầng giao thông phát triển, TOD không chỉ là lời giải cho việc hình thành đô thị nén, mà còn làm gia tăng giá trị đất đai, không gian đô thị. Không riêng Thành phố Hồ Chí Minh, đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cũng xác định khu vực nội đô lịch sử và khu vực nội đô lịch sử mở rộng sẽ phát triển theo mô hình TOD. Mô hình này đã và đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Theo đó, khu vực nội đô lịch sử và khu vực nội đô lịch sử mở rộng sẽ bảo tồn, tôn tạo, cải tạo, tái thiết, bổ sung hạ tầng xã hội, phát triển đô thị mới, nén theo mô hình TOD. Để thực hiện cần một nguồn lực rất lớn nên thành phố đang nghiên cứu tính khả thi của các hợp phần trong một dự án TOD, cũng như lộ trình phân kỳ đầu tư. Các chuyên gia cũng cho rằng để mô hình TOD thành công cần có 4 yếu tố cơ bản, đó là tầm nhìn và quyết tâm chính trị, cơ chế chính sách để tích hợp giao thông và sử dụng đất cho phát triển đô thị, cơ chế phối hợp của các chủ thể tham gia phát triển TOD, và thứ tư là cơ chế huy động vốn và chia sẻ rủi ro lợi ích khi làm TOD. Với khu vực nội đô của Hà Nội cần thêm nhân tố thứ năm, đó là bảo tồn và phát triển. TOD cũng đang là xu hướng phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm tăng cường phương tiện giao thông công cộng, giảm việc sử dụng ô tô cá nhân và thúc đẩy tăng trưởng đô thị bền vững. Mỹ đã khôi phục các ga, nhà ga cũ thông qua các dự án TOD. Các nhà ga ở London và nhiều thành phố khác của châu Âu cũng đã tái phát triển phương tiện giao thông đường sắt, tàu điện ngầm, đồng thời vẫn giữ nguyên các cấu trúc lịch sử. Còn Trung Quốc lựa chọn tiếp cận TOD bằng cách đầu tư ồ ạt vào đường sắt cao tốc. Chỉ trong 13 năm, nước này đã có mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới với 37.900 km tính đến năm 2020. Cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra, đầu tư hạ tầng đã thúc đẩy sự phát triển khu vực xung quanh các ga mới trong khu vực đô thị hiện có và các đô thị mới. Hệ thống đường sắt của Trung Quốc là một chiến lược kết nối quốc gia. Nhiều nhà ga thế hệ đầu tiên của Trung Quốc được xây dựng ở ngoại ô, các thành phố với thiết kế kiểu sân bay, tập trung vào việc tiếp cận phương tiện thông qua các điểm đến và đi theo từng cấp độ. Tái thiết đô thị kết hợp với xây dựng các dự án lớn về giao thông đã thành công tại nhiều quốc gia từ châu Âu, châu Mỹ và đem lại những thành công lớn ở các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore. Không chỉ có giao thông mà đô thị và kinh tế xã hội của các quốc gia này cũng có những bước tiến ngoạn mục.
Tuy nhiên, không phải đô thị nào cũng thành công với TOD. Điển hình như các thành phố Bangkok, Thái Lan, Manila, Philippines, ở đây mặc dù giao thông phát triển, nhưng đô thị không phát triển đồng bộ nên phát sinh nhiều vấn đề xã hội. Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới là cơ sở để Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn khác nghiên cứu, đưa ra các hành lang pháp lý để khai thác tối đa lợi thế từ mô hình TOD. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, Đồng Nai. Phạm vi điều chỉnh của dự án gồm đất xây dựng sân bay là 5.000 ha, đất xây dựng khu tái định cư Lộc An Bình Sơn gần 285 ha, đất xây dựng một phần phân khu 3, khu tái định cư Bình Sơn hơn 80 ha và đất tái lập hạ tầng ranh giới sân bay trên 30 ha. Về tổng mức đầu tư, quyết định điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư từ gần 23.000 tỷ đồng xuống còn hơn 19.000 tỷ đồng. Trong đó tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là lớn nhất với gần 16.000 tỷ đồng. Số còn lại là để xây khu tái định cư, tái lập hạ tầng ngoài ranh giới sân bay, đào tạo nghề cho người dân. Quyết định cũng điều chỉnh tăng thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến hết năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Đồng Nai tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo cơ quan trung ương về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.